Cụ thể, thành phố Lào Cai số ca đã giảm xuống dưới 100 ca một ngày, với 94 ca mắc mới. Huyện Mường Khương giảm chỉ còn 4 trường hợp, thị xã Sapa và huyện Simacai còn dưới 20 trường hợp. Các huyện còn lại ghi nhận trong ngày là dưới 60 trường hợp. Đến nay, ngành y tế Lào Cai đã điều trị khỏi bệnh cho 168.624 bệnh nhân, còn 7.118 bệnh nhân đang được điều trị. Trong tổng số đang điều trị, chỉ có 2 trường hợp có triệu chứng nặng phải thở oxy. Ngành y tế cũng đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, bao phủ vaccine mũi bổ sung và tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và bắt đầu triển khai tiêm mũi 1 cho trẻ 11 tuổi.